Trong đại dịch, người Mỹ vẫn tăng cường sắm ô tô, mặc cho nguy cơ về Covid-19 luôn tiềm ẩn và việc thiếu chip đe dọa toàn ngành. Kết quả kinh doanh khả quan vẫn thể hiện khắp thị trường. Nhiều mẫu trong top xe bán chạy đều có mức tăng, với top 10 gồm cả sedan, crossover, SUV và cả bán tải. Đầu tiên, Ford F-Series. Dòng xe bán tải lừng danh của hãng Ford khởi đầu năm 2021 với F-Series nâng cấp. Mẫu bán tải này được hãng xe Mỹ cung cấp cả phiên bản Hybrid và Super Duty. Nhưng Ford F-Series, đặc biệt là F-150 bị tình trạng thiếu chip ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất. Điều này khiến cho doanh số của F-150 giảm 1,5% trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. 2. Ram Pickup. Tiếp tục danh sách là một mẫu xe bán tải khác, chiếc Ram. Pickup Ram vẫn luôn khẳng định mình là một trong những mẫu xe được ưa chuộng nhất tại Mỹ. Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2021 tăng 27%. Kết quả này cũng đủ để đánh bại Chevrolet Silverado, đối thủ vốn đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng năm 2020. 3. Chevrolet Silverado. Dường như xe bán tải từ đâu đã trở thành một biểu tượng xe cổ tại Mỹ. Chevrolet Silverado đứng ở vị trí thứ 3 trong danh sách năm nay, tụt một hạng so với năm ngoái. Kết quả kinh doanh cũng chỉ tăng nhẹ 3%. Tuy nhiên, phiên bản HD của Silverado đang ngày càng ăn khách so với năm trước. 4. Toyota RAV4. Từ khi giành danh hiệu ô tô không phải bán tải bán chạy nhất tại Mỹ, chiếc Toyota RAV4 ngày càng lấn lướt các đối thủ trong phân khúc crossover. Doanh số của mẫu xe Nhật tăng 21% trong nửa đầu năm 2021. 5. Honda CR-V. CR-V được ví như con gà đẻ trứng vàng của Honda. Minh chứng cho điều đó là doanh số của CR-V tăng tới 54% so với cùng kỳ năm 2020. Một phiên bản Hybrid gia nhập dòng sản phẩm này và có thể sẽ khiến cho doanh số của mẫu xe này còn tăng nhiều hơn nữa trong thời gian tới. 6. Nissan Rogue. Với việc được Nissan thiết kế lại về cả nội và ngoại thất, Rogue phiên bản mới được thiết kế lại năm 2021 làm tốt hơn nhiều so với đời trước về mặt mang lại doanh số cho hãng xe Nhật. Doanh số nửa đầu năm là minh chứng rõ ràng nhất khi tăng đến 70%, thậm chí Rogue còn đánh bại hàng loạt các mẫu xe sườn xỏ để từ vị trí thứ 12 trong năm 2020 tăng lên vị trí thứ 6 trên cả Toyota Camry. 7. Toyota Camry. Nếu có điều gì chắc chắn trong trật tự doanh số ngành công nghiệp ô tô, đó chính là Camry với ngôi vị quán quân của dòng xe sedan. Mẫu sedan cỡ D tăng 41% doanh số, đủ để góp mặt trong danh sách với xe gầm cao chiếm đa số này. 8. Toyota Corolla. Xe sedan và hatchback của Toyota tiếp tục giúp hãng này kiếm lời. Doanh số của Corolla tăng 42%, giúp cho sản phẩm này vượt qua đối thủ Honda Civic. 9. Honda Civic. Trong quý đầu năm, Civic dường như mất sức, nhưng doanh số đã tăng lại khi thế hệ mới được bán ra. Sức tăng là 20% trong nửa đầu năm và dự kiến con số này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong năm nay. 10. Toyota Highlander. Một SUV 3 hàng ghế Highlander tiếp tục tăng doanh số, cũng như cải thiện thứ hạng với vị trí chốt bảng top 10. Năm ngoái, chiếc SUV của Toyota chỉ có tên trong top 20. Nửa đầu năm nay, doanh số của Highlander tăng đến 83%.